Theo khảo sát của nhà tư vấn nhân sự trung cao cấp Erico Việt Nam công bố hôm 3 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nhân lực trên nền kinh tế Việt Nam năm nay và cả những năm tới là khá ổn định. Nhưng hiện lượng nhân sự đủ chuẩn của nhà tuyển dụng vẫn còn quá thấp. Cá biệt như ngành tài chính, nguồn nhân lực có thể đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng chỉ chiếm 1/4 tổng nguồn cung. Đó là lý do vì sao nhà tuyển dụng thì nói khó tìm người, còn người lao động thì nói khó tìm việc. Theo Adecco Việt Nam năm 2014, 5 lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao nhất năm 2014 là tài chính, bán hàng, kỹ sư, IT và nhân sự. Tuy nhiên, khoảng cách giữa cung và cầu là khá lớn. Cụ thể như lĩnh vực tài chính chỉ có 9,33% nguồn cung đủ chuẩn cho nhu cầu lên đến 35%. Cũng theo Adecco Việt Nam, có đến 62% các công ty tại Việt Nam thấy khó khăn trong tuyển dụng nhân sự đúng với vị trí đang cần. Nhưng con số này tại Ấn Độ là 68% và Singapore chỉ là 8%. Adecco cũng cảnh báo áp lực cho lao động trong nước khi cộng đồng kinh tế chung AEC có hiệu lực, đặc biệt ở các ngành nghề như bác sĩ, y tá, giáo viên, kỹ sư công nghệ thông tin. Tuy nhiên, Adecco cũng cho rằng nếu nói năng lực lao động Việt Nam thua kém khu vực thì cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Rất khó để so sánh năng lực lao động Việt Nam và lao động ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, bởi vì Việt Nam mới chỉ là thị trường biên, trong khi một số nước đã thực sự là thị trường mới nổi hoặc đã là thị trường phát triển hơn. Tuy nhiên, nếu nhân lực Việt Nam biết cần làm gì, học thêm những gì, thì đó là cơ hội để Việt Nam có thể hình thành đội ngũ nhân lực có chất lượng. Còn năm nay, theo dự báo của Adecco, thị trường lao động Việt Nam sẽ không tăng trưởng nhiều về mức lương, chỉ khoảng 5-8% so với năm ngoái. Cá biệt mới có mức tăng từ 8-10% cho những nhân sự có hiệu quả công việc cao. Những con số từ Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, Việt Nam cũng đang đối mặt với những khó khăn trong giải quyết công ăn chuyện làm cho người lao động, dù đã qua đào tạo nhưng chưa đủ năng lực như doanh nghiệp mong muốn, khi năm ngoái có đến 17% số người thất nghiệp là lao động đã tốt nghiệp đại học.